Không sao, không sao. Nhớ. Chào anh chị nhá. Em Hiệp bên công ty vệ sinh TNH Việt Nam. Anh chị nào có nhu cầu mà sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Bắc Từ Liêm ấy thì liên hệ với bên em nhá. Đất quá thì lấy chổi quét thôi. Thế thôi. Thôi chuyển hết đồ ra đi Lâm ơi. Vứt hết ra cái ngoài kia. Đấy cua lấy chổi mà quét này. Quét xuống này. Quét hết xuống cái hố này này. Anh hiểu gì đâu. Mưa thì nó vẫn chảy xuống như... Không sao đâu. Quét xuống đấy kia. Anh chị nào có nhu cầu sử dụng dịch vụ vệ sinh công nghiệp ở Ba Đình thì liên hệ với bên TNH nhá, theo số điện thoại 0962478669. Bên em phục vụ quanh Hà Nội và các tỉnh lân cận phía Bắc.